Rồi, xin chào mọi người quay lại với kênh YouTube Phạm Hà Linh. Hôm nay là mình đi Hà Nội Pet Shop. Đây là một shop của người bạn mình. Đấy, có rất là nhiều loài rùa, mèo không lông này. Đấy. Hôm nay đi chơi thì mình được tặng một em rùa câm. Thì mình sẽ quay thêm mấy video ở đây cho mọi người cùng xem nhé. Đây là rùa cổ sọc baby. Rất là nhỏ, bằng một ngón cái thôi. Gọi là rùa cổ sọc gì đơn giản là bọn mèo này là có những cái sọc thẳng từ trên đầu xuống cổ này. Trên trán thì có một khoảng trống không có sọc, nhìn như là cái mặt ấy. Đấy. Nhìn này, nhìn xa xa tưởng con vích ở trên biển, rùa nước. Mang nhỏ thon gọn nhìn rất là giống. Rùa cổ sọc thì bây giờ là có hai loại, một loại là hàng ấp ở sinh sản ở Việt Nam và một loại là nhập trực tiếp từ Trung Quốc. Bọn này là rất là khỏe mạnh, dễ sống mọi người nhé. Nếu mà bạn nào nuôi được vào có bể cái nuôi riêng ấy thì rất là đẹp. Vì nếu mà nuôi chung này sẽ hay bị cái tình trạng là bọn này nó cắn đuôi nhau. Tạp mà. Nói chung ai nuôi cảnh thì cứ liên hệ bạn mình nhé. Còn đây là em rùa câm này. Rùa câm là một trong những loại rùa là dễ nuôi nhất ở Việt Nam, gần như là rất ít ít bệnh tật. Nấm nhiếc không, phổi phiếc cũng không. Nhưng mà nói chung là một người chăm thì cũng cố gắng là chăm chút, cái mới kỹ một chút. À, đừng ỷ về rùa khỏe mà cứ vắt quăng vứt quật. Đấy, nhìn rất là cute của mình nhá. Như mình nói ở tất cả các clip thôi, mọi người nuôi loài rùa gì thì cố gắng là tìm hiểu kỹ loài rùa đó, dễ nuôi hay khó nuôi, môi trường sống như nào. Cũng giống như rùa cạn hay bán cạn hay rùa cạn hay là rùa nước hay là rùa bán cạn này. Nhiều người cứ gom vào những con nào mà sống trên cạn thì coi là rùa cạn, chứ không phải. Thế nó mới được xếp vào từng phân loại cụ thể, từng loại cụ sao thể. Lại gọi là rùa câm nhỉ? Rùa cạn ở Việt Nam thì chỉ có rùa núi vàng với núi viền thôi. Rùa câm thì đấy. Em không biết tên là nó bắt từ đâu, gọi. Đây là rất là nhiều nhá. Cái 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Ôi, trong này phải 50 con. Đấy, 50 con rùa câm. Rồi, mọi người nhớ đăng ký kênh YouTube Phạm Hà Linh nhá. Đây là em rùa câm baby. Đấy. Còn đây là mấy em ốc baby. Cái này mình về mình thả trong bể thủy sinh của nhà mình. Trong này là cũng đủ loại luôn. Tôm cua, ốc ếch. À, ếch không có. Tôm cua, ốc, cá. Đấy. Một em ốc đang di chuyển trên lưng em rùa. Đấy, em rùa câm này nha. Mấy em rùa baby thì mình rất là thích quay cận cảnh. Nhưng quay cận cảnh là nhìn em ấy rất là khổng lồ. Khổng lồ nhưng mà cái mắt nhìn rất là non ấy. Mà mình cũng không hiểu sao là mấy em này gọi là rùa câm nữa. Thì mình sẽ tìm hiểu để nói thêm. Em này là bị cụt một chút đuôi rồi này. Đấy. Cá vẫn hơi tung tăng. Zoom lại nhìn cũng như con cá koi to đùng ấy. Đấy. Này là mình vừa mới xin được về nên là tối mình làm luôn một cái clip cho mọi người xem. Làm luôn, nếu mà up kịp thì up, còn không thì để cho nó chỉnh sửa xong xong là để mai up. Mai đăng công khai.
Thời gian này thì mình cũng khá là bận nên là cũng không ra được nhiều clip hay và chất lượng, nên là mọi người cố gắng xem và ủng hộ mình nhé. Kênh YouTube Phạm Hà Linh thì kênh của mình là chuyên về rùa. Ngoài ra còn có các lớp dạy về thư pháp và tranh thủy mặc, mọi người có thể là tham gia học thì có thể liên hệ với mình.